Ok, chào tất cả các anh chị em nha. Trong video hôm nay mình xin chia sẻ Match Transition trong Premiere. Giả sử tôi có một chàng trai đang nhìn chằm chằm về một cô gái thế này. Hai video khác nhau nha, riêng biệt thì mình làm sao cho nó chuyển cảnh ấn tượng ha. Mình sẽ làm Match Transition. Hoặc là cô gái này đang nhìn vào một đăm chiêu một cái chàng trai nào đó. Thì mình có thể áp dụng Match Transition luôn. Hoặc là bạn làm chuyển cảnh một khán giả nhìn lên sân khấu á, ca sĩ hát hoặc là một diễn giả gì đó, vẫn có thể là áp dụng Match Transition được rất nhiều trường hợp nha. Rồi ok, bây giờ mình tạo ra một cái sequence, sau đó mình sẽ input những cái video cần thiết để mình làm ha. Và mình cho vào nè, thì mình chỉ cần kéo các video mình thích vào thôi. Giả sử trong trường hợp này mình sẽ bật icon lên để mình thấy được cái video, sau đó mình kéo cô gái vào và kéo chàng trai, thì mình sẽ kéo cái video mà fit lại và mình kéo lên phía trên nha. Ok, mình sẽ kéo nó từ ban đầu nè, cô gái đang nhìn và chàng trai xuất hiện. Đó, thì mình sẽ làm đồng bộ luôn bằng cách là mình sẽ chọn vào video trend nè. Và mình sẽ đổi cái màu cho nó dễ nhìn ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ qua cái mục effect ấy, bạn chọn dùm cho mình là mocha. Cái này bạn phải cài thêm vào nha, thì bạn nào chưa cài thì liên hệ mình. Rồi, ok, bạn có mocha rồi thì bạn vào trong cái mục effect control nha. Trước khi mình đi với mocha nè, đó, mình sẽ chọn vào logo mocha thì phần mềm Mocha nó sẽ mở lên. Đây là một phần mềm mở rộng Jack Match rất là tiện trong Premiere. Và bạn chọn dùm cho mình cái bảng là Classic ấy, thì nó fit to lên ha, nó fit lại thường, còn cái bảng đầu tiên nó sẽ to ra. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái thằng này, nó sẽ phóng to lên nè. Đó, và mình sẽ match cho nó dễ. Thì công cụ match thì bạn có thể là chọn trực tiếp vào trong một cái 500 này nè, nó sẽ hút. Còn không thì bạn chọn cái phần dấu cộng, dấu x bên cạnh để bạn vẽ. Thì bây giờ mình thấy cái body của ông này thì rất là nét rồi, nên là mình sẽ chọn cái 500 cho nó vẽ cho nó nhanh nha. Rồi cái này mình sẽ tua nhanh nè. Bạn vẽ kỹ nó càng đẹp nha. Ok, sau khi mình bao toàn bộ thì bạn có thể là điều chỉnh mấy cái nấm xoay á. Thì mình có làm về mocha phía trước rồi, nên là bạn có thể là tham khảo lại mocha cái video mà shot mask tách người ra khỏi cái nền phức tạp ấy. Thì bạn xem lại video đó. Thì bây giờ mình chỉ có việc track thôi. Track thì nếu mà nó sai thì mình chỉnh lại. Mình chỉ quan tâm là mình thấy là cái phần đầu mình chưa track này thì mình track ngược lại, track bên trái nha. Rồi mình chỉ quan trọng mấy cái frame đầu tiên đó các bạn, thì mình chọn vào dấu cộng để mình sửa lại mấy cái frame đầu tiên mà rất chính xác. Tại vì sao? Mình quan trọng cái frame đầu này để mình chuyển cho nó mượt ấy. Nên là bạn làm càng cụ thể càng tốt nha, càng chính xác càng tỉ mỉ càng tốt. Còn những frame sau ấy thì lát nữa mình sẽ zoom nó lên rồi, nên là mình sẽ không quan trọng lắm ha. Ví dụ như bây giờ mình xong nè, đấy mình sửa, mình muốn sửa thì mình sửa cho nó cụ thể vào xíu đấy. Thì cái này mình làm kỹ thì nó sẽ ok, còn mình cầm vào cái đường dài đó để mình bo góc ấy, thì nó vẫn đẹp hơn nha. Bây giờ mình làm sơ bộ thôi, mình làm không kỹ và mình mục đích hướng dẫn thôi, mình track lại nè. Khi bạn làm xong bạn track lại thôi, và sau khi bạn track nó chạy xong ấy, thì bạn nhớ là vào file để lưu cái full set này lại, full set mà bạn vẽ ra rồi này. Rồi và bạn export shape là bạn sẽ xuất cái hình ra copy với lại cái thằng Premiere. Lát bạn sẽ có cái tính năng, mình sẽ hướng dẫn cái tính năng đó sau nha, rất là tiện. Rồi bạn sẽ chọn vào thằng copy to clipboard ha. Đấy thì nó sẽ lát nữa bạn dùng cái cách này nó sẽ mượt hơn, nó không có bị nặng quá. Rồi bây giờ sau khi mình thoát cái mocha ra thì bạn sổ cái phần mask xuống á, thì nó sẽ có cái phần apply mask này, thì lập tức nó tách ra. Và bạn thấy là cái body của ông này mình tách chưa kỹ lắm, nhưng mà mình sẽ tăng cái filter này lên xíu là nó sẽ ok thôi. Đấy, các bạn sẽ tăng lên một xíu thôi ha, để cho nó có cái viền á, bạn để tầm 10 là cũng ok rồi. Và bạn thấy để ý là cái phần tay của nhân vật ấy, mình tách nó chưa kỹ này, thì có hai trường hợp xử lý. Một là bạn quay lại mocha bạn tách lại, hai là bạn sẽ scale nó lên. Bây giờ mình chọn vào opacity này, mình không có dùng cái thằng mask nha. Rồi mình control V, mình bắt tất cả những cái điểm mình đã copy to clipboard hồi nãy ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái mask ấn tượng hơn và nó nhẹ hơn. Mình tăng cái mask filter này lên đấy, thì mình sẽ tăng nó vừa phải, nó sẽ đẹp nha. Đấy, mình để 6 thôi. Và tiếp theo mình cần làm gì? Mình cần keyframe sao cho nó đúng vị trí trước đã. Ví dụ mình cho cái mục position và scale này, thì mình thấy cô gái đang nhìn về hướng bên trái của màn hình ha, thì mình sẽ key chàng trai nó lệch về bên trái luôn. Đấy, như vậy thì nó mới tạo ra được một cái bố cục nó chính xác. Còn lát nữa mà bạn sẽ đổi lại cũng được ha. Bạn đổi lại, bạn fit lại theo cái dạng là chính xác của cái đấy, bạn kéo lại. Thì bạn lát bạn sẽ kéo về vị trí chính xác. Đó, mình neo nó lại thôi. Bạn nhớ 636 này thì bạn quay về phần đầu tiên. 662 ha, 662 và bạn quay về phần đầu tiên thì mình cũng nhập vào là 662 luôn.
Đấy, nó sẽ đúng vị trí ha. Rồi, như vậy thì mình sau khi mình key xong á, mình sẽ có được cái hiệu ứng thế này. Thì nó khá là nhanh đấy, nên là bạn sẽ lôi cái phần hai điểm key frame cuối này ra xíu. Đó, như vậy thì nó sẽ chậm lại. Đấy, nó chuyển chậm lại. Và bạn thấy nó hơi bị khựng không? Thì bạn chọn tất cả 6 cái điểm này, bạn click chuột phải, chọn vào cái thằng Easy In để cho nó mượt hơn nha. Ok, mình đã có được cái chuyển động thế. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái vị trí cuối này nè. Thì từ cái vị trí điểm key này ấy, thì mình sẽ xóa đi những cái điểm còn lại. À, mình xóa những cái phần về sau đi. À, để làm gì? Mình xóa hết để lát nữa mình sẽ key lại theo kiểu khác để cho nó mở rộng cái phần expand ra. Rồi, bây giờ mình thấy là cái này thì mình sẽ giữ ở tại vị trí này thôi. Còn về sau thì mình xóa hết này các bạn. Đó, mình xóa hết. Và mình xóa hết thì có mục đích của mình nha. Bây giờ mình double nó lên 2 này. Và bạn chọn lại giùm cho mình cái thằng quay lại đấy, vị trí đúng vị trí nha, đúng vị trí. Và bạn chọn lại thằng Mocha để bạn sửa cái đường mask đó, bạn chọn vào layer. Và bạn đầu tiên á, bạn neo nó lại cho mình một điểm này thì nó sẽ tạo ra một điểm key mới à. Thì cái đó là bạn sẽ clear all tất cả đi rồi bạn đã làm. Rồi bây giờ mình sửa tạm thời thôi, mình sửa một ít thôi để cho nó có điểm neo này. Thì khi bạn sửa như vậy thì nó có bao trọn luôn cái shape của mình luôn ha, để bạn giữ nguyên cái shape này. Rồi, sau đó bạn sẽ dịch chuyển một vài frame. Rồi, sau đó bạn sẽ mở rộng hết tất cả vùng chọn lên để cho nó tạo ra một cái hiệu ứng expand ra. Và nó không còn mask nữa mà nó chuyển từ cái hình cô gái sang hoàn toàn cái hình của chàng trai luôn. Thì mình sẽ làm theo cách này. Ok, ví dụ như mình chọn vậy là xong. Và mình sẽ tua mình xem nè. Mình tua mình xem. Thì như vậy thì phần đầu ấy, bạn xem nè. Phần đầu thì nó sẽ là cái hình chàng trai mask thôi, nhưng phần sau thì nó mở rộng toàn bộ khung hình của mình nha. Bạn xem kỹ nha. Đây, mình sẽ tua về phía trước nè. Đấy, nó sẽ zoom lại bình thường nè. Nhưng mà do chiều ngược nha, chiều thuận nè. Thì chàng trai được tách ra, sau đó nó expand ra. Thì bạn làm xong như vậy là ok rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Mình chỉ có vần là export cái shape này lại thôi. Là mình sẽ dừng lại nè, mình export shape nè. Rồi, mình sẽ quay lại Premiere. Và mình sẽ copy to clipboard bình thường. Và mình sẽ thoát cái mocha đi. Ok, thoát mocha. Và mình don't sell luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái thằng này. Thì mình sổ xuống, mình kéo xuống, mình sẽ thấy được. Mình sẽ copy Ctrl C, Ctrl V vào trong cái hồi nãy mình Ctrl C là copy rồi đó. Thì bây giờ mình paste vào là nó sẽ có một cái mask, lớp mask tiếp theo. Thì cái lớp mask tiếp theo này nó đã mở rộng cái vùng chọn cho mình rồi các bạn. Rồi, cái này bạn có thể là bạn giữ cũng được, bạn xóa cũng được nha. Nhưng mà mình nghĩ là giữ đi, tại vì hai cái video nó trùng hệt nhau luôn, hai hiệu ứng trùng hệt nhau luôn. Đấy, nó expand ra. Thì bạn tăng cái thằng mask filter này lên ấy, càng nhiều ấy thì nó sẽ có cái biên dạng xung quanh cái body ấy, thì nó sẽ hợp lý hơn, nó không bị lộ ha, ít bị lộ và nó mềm mượt hơn. Bây giờ mình sẽ có được hiệu ứng thế này, khá là mềm ha. À, còn một nhiệm vụ tiếp theo nữa, bạn chỉnh trực tiếp luôn giùm mình cái phần màu sắc cho chàng trai trùng với cô gái. Tuy nhiên khi mình chỉnh xong rồi thì các bạn sổ cái phần Lumetri trong một FX Control ra, thì nó sẽ có những cái thông số thay đổi. Thì bạn làm ơn, bạn nêu tất cả những cái điểm mình đã thay đổi thông số màu sắc này. Và để làm gì? Mình nail, mình keyframe chỉ đoạn đầu tiên cho nó trùng với cô gái thôi. Còn phần sau thì mình sẽ để lại cái color mặc định của cái video chàng trai. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái phần bắt đầu nó chuyển toàn bộ này. Tới vị trí sau này là nó chuyển toàn bộ đó các bạn. Đấy, tới vị sau này là nó chuyển toàn bộ vào chàng trai này. Thì mình sẽ reset tất cả những cái thông số mình đã keyframe về màu sắc nha. Ok, những thông số nào thay đổi thì mình reset lại mặc định. Và như vậy thì mình đã có được một cái video từ anh Z, là mình đã có được cái chuyển cảnh ấn tượng ha. Và như vậy thì khán giả bạn xem thích thú hơn với hiệu ứng của bạn. Rồi, nhiệm vụ của mình là Ctrl M và export ra với lại Metacoder. Và sau khi nó export xong thì mình kiểm tra lại cái thành quả anh em mình làm nãy giờ nó sẽ ok không nha. Rồi, cái phần mocha này mình cũng nói rất là nhiều rồi, nhưng mà mình sẽ không có hướng dẫn cài đặt hay là gì nha. Bạn nào cần thì inbox mình thôi. Video mình hướng dẫn tới đây thôi và chúc bạn thành công. Nếu thấy video này hay đừng quên cho một like, một share, một subscribe. Những chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.